Ở Trung Quốc xuất hiện một nam người mẫu sinh năm 1967 bằng tuổi của bà Tân Vlog. Dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng ông sở hữu body và khuôn mặt không thua kém những thanh niên 20. Ông còn được mệnh danh là Sugar Daddy của Trung Quốc. Trong hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ông ta nhé. Trendor, người mẫu nam sinh năm 1967 bằng tuổi bà Tân Vlog, khiến chị em xịt màu mũi vì body và nhan sắc cực phẩm. Một tài khoản mạng xã hội đã nhận được vô số sự quan tâm của fan Việt Nam thời gian gần đây là Trendor, người mẫu nam đến từ Đài Loan, có người tay trái là nhiếp ảnh gia, body đẹp như tạc tượng. Gương mặt nam thần cực kỳ quyến rũ của Trendor đã đốn gục triệu trái tim. Tuy nhiên, điều mà nhiều người thán phục và tròn mắt ngạc nhiên chính là tuổi thật của người mẫu này. Theo đó, Trần Chuyên Đa, tên tiếng Trung của người mẫu, sinh năm 1967, bằng tuổi với bà Tân Vlog, vốn đã quen thuộc với netizen Việt Nam. Thậm chí có nhiều fan đặt cho Trendor danh xưng Sugar Daddy, những người đàn ông lớn tuổi có ngoại hình đẹp, giàu có sự nghiệp riêng và yêu chiều người yêu. Trên mạng xã hội Instagram, Trendor có tới 1,1 triệu follower, chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của nam người mẫu này. Ở tuổi Ngũ Tuần, Trendor khiến chị em xịt máu mũi với những thân hình khoe body săn chắc, gương mặt nam thần hãnh tuổi đến ngỡ ngàng. Chẳng ai có thể ngờ nhan sắc này chớm 30 này hóa ra đã U55. Cách để trẻ lâu dù bước sang tuổi 50. Trendor tiết lộ bí kíp giữ gìn nhan sắc của chính mình là ăn uống lành mạnh và tập thể dục thể thao mỗi ngày. 1. Hạn chế dùng đồ ngọt và chất béo vì chúng đẩy nhanh quá trình lão hóa da, bên cạnh đó là ăn nhiều rau xanh và trái cây. 2. Uống đủ nước mỗi ngày, đây là thói quen vô cùng quan trọng giúp da dẻ luôn đẹp. 3. Tập thể dục thường xuyên, tập gym hay yoga đều rất tốt trong việc duy trì sự dẻo dai và trẻ trung. 4. Luôn luôn lạc quan, tích cực tạo niềm vui cho bản thân như shopping, tự thưởng vài chuyến du lịch một năm hay làm những công việc mà bạn yêu thích. Nếu bạn cũng muốn trở thành nam thần trong mắt mọi người, chỉ cần biết cách tạo dáng chụp ảnh thật đẹp và đăng lên mạng xã hội, đảm bảo cánh chị em sẽ phải cục ngã. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Galuka bác sĩ không chỉ được biết đến là một doanh nhân với khối tài sản kích xù, ông còn được biết đến là một tay chơi thứ thiệt với 11 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Thời gian gần đây, ông vừa với khoản nợ 252 tỷ đồng và đang kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp đỡ. Trong hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về tay chơi này nhé. Sự thật đằng sau cuộc sống sang chảnh của quý ông triệu đô Galuka bác sĩ. Mọi người thường nói trèo càng cao ngã càng đau. Trong trường hợp người đàn ông hào hoa mang quốc tịch Italy thì càng ngạo mạn càng bị tịch thu nhiều phi thuyền. Quý ông đào hoa Galuka Vasi 50 tuổi rất chịu khó đăng tải các bức ảnh khoe thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hay những cảnh tình tứ bên người đẹp cùng các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và các chuyến du ngoại giữa cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của mình lên Instagram. Số người theo dõi ông trên trang mạng xã hội này cũng ở mức khủng 11 triệu người. Xem các tấm hình của ông trên Instagram, người ta cứ ngỡ ông ấy đang hưởng thụ một cuộc sống xa hoa tột đỉnh và chẳng mảy may lo nghĩ tới chuyện tiền bạc. Ấy vậy mà gần đây, quý ông Vasi đã bị các chủ nợ tịch thu chiếc du thuyền và một số tài sản khác. Điều này thực sự khiến cư dân mạng cảm thấy nực cười khi chứng kiến người đàn ông thích khoe cơ bắp này cùng dàn biệt thự đang phải gánh món nợ lên đến 10,5 triệu euro, khoảng 282 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều người còn dùng hashtag Enjoy tận hưởng để chế giễu cuốn sách tự ca ngợi bản thân của Vasi. Đây là cuốn sách từng thuật lại quyết định từ bỏ công việc tại doanh nghiệp gia đình của ông. Theo cơ quan Nazogen, số tiền ông đóng góp ra sân golf gần Balogun cũng vừa bị tịch thu để chờ đợi sự thỏa đáng giữa ông và các chủ nợ. Ông Vasi tuyên bố đây chỉ là một khoản nợ nhỏ khi so sánh với khối tài sản khổng lồ của doanh nghiệp gia đình ông. Được biết, gia đình ông đang điều hành công ty IMA, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đóng gói và kinh doanh dược phẩm. Xem ra, lời kêu gọi giúp đỡ Vasi trả nợ vẫn chưa đạt kết quả đáng kể nào. Tính đến hôm thứ Sáu vừa qua, ông mới chỉ nhận được 5 euro, một số tiền ít ỏi so với khoản nợ lên đến 10,5 triệu euro, khoảng 282 tỷ đồng.
Mặc dù thiên hướng của ông là đăng tải về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng ông cũng có một triết lý đáng kinh ngạc về cái gọi là những thú vui hưởng thụ và dường như không quá quan trọng với bất kỳ điều gì. Vasi cho biết cuộc đời của ông có thể phân chia rõ ràng thành hai phần. Đầu tiên là phần đời để làm việc, kéo dài đến năm 45 tuổi, và phần còn lại sau đó để nghỉ ngơi. Ông đã tham gia vào việc kinh doanh của gia đình ở tuổi 25. Ở tuổi 29, ông quyết định thay vì tham gia ở điều hành ở một công ty, ông mua và bán các công ty trong lĩnh vực khác nhau. Lúc 45 tuổi, tôi nhận ra rằng cả thế giới không còn gì để tôi khám phá nữa, Vasi chia sẻ. Tôi không quan tâm đến việc tích lũy thêm nữa, tôi chỉ quan tâm đến việc những gì tôi đang tò mò. Điều thực sự thu hút sự quan tâm của Vasi hiện tại là mạng truyền thông xã hội. Hiện tài khoản Instagram của ông cho phép ông thể hiện tính cách của mình thông qua một loạt các quần áo màu sắc rực rỡ, dép nhung và bộ sưu tập pajama ấn tượng. Những bộ trang phục rực rỡ của Vasi cũng không thay đổi được theo địa điểm và tâm trạng của ông lúc đó. Tôi không có một phong cách nào hết, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của tôi vào ngày hôm đó. Vasi chỉ trong bộ vest màu đó tại căn cứ địa của ông ở Miami. Tập thể thao, chạy, bơi lội, nhảy cũng là một trong những phần của cuộc đời của Vasi. Đây chính là lý do mang lại cho ông một cơ thể cường tráng, dẻo dai mà thường phấn khích khoe mỗi khi lên Instagram. Du thuyền và siêu xe là những phụ kiện không thể thiếu trong cuộc sống xa hoa đầy phô trương của ông. Ông nói, tôi không còn trẻ để quan tâm đến các phương thức đối thoại giữa các thanh niên và cách giải trí của thanh niên. Tôi thích thể hiện một phần tính cách của tôi và lối sống mà tôi thích hưởng thụ. Thường xuyên đi du lịch bằng máy bay tư nhân cũng là một trong những thú vui sang trọng xa xỉ của Vasi. Vasi thường di chuyển khắp mọi nơi, tôi không bao giờ ở hơn một tuần ở cùng một địa điểm, ông nói. Đối với tôi, cuộc sống bây giờ là những chuyến du lịch đến những nơi tôi muốn đến. Phong cách phô trương của Vasi có thể mang lại nhiều luồng ý kiến, nhưng điều chắc chắn rằng Instagram của ông có tính giải trí cực kỳ cao. Vasi tham gia vào sự nghiệp DJ với có lý do đơn giản là thích. Năm nay ông đã phát hình đĩa đơn đầu tiên của mình mang tên Vaento. Vasi đang biểu diễn DJ tại Mia Club. Ông cho biết có thể sẽ chơi ở hộp đêm World Miami Beach vào đêm giao thừa, sau đó ông có thể bay đến Colombia, tiếp theo có thể đến Bahamas. Khi được hỏi, ông rất thích được nổi tiếng, Vasi trả lời, tại sao không? Sẽ rất thú vị trong phần 2 của cuộc đời nếu tôi trở thành một người nổi tiếng, DJ, nhà sản xuất, nhà thiết kế, thậm chí có thể là diễn viên nữa, ông nói. Tôi đang làm quảng cáo cho tôi và bây giờ là diễn xuất nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Quý lão tiên sinh hay Quý lão Kame là nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng, không chỉ nhờ body đỉnh cao cùng chiêu thức Kamehameha, ông còn được nhắc đến như một cây hài với những trò đùa vui nhộn trong bộ truyện tranh. Ở trên thế giới đã có không ít người được gọi là Quý lão Kame phiên bản đời thực. Tuy nhiên trong video hôm nay, mình đã tổng hợp và gửi đến bạn 3 nhân vật được coi là giống với bản gốc nhất và thậm chí body của họ còn có phần nổi trội hơn. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Lý Nhân là một lực sĩ thể hình chuyên nghiệp, dù đã trải qua tuổi 54 nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh và đặc biệt là sở hữu thân hình rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn và được nhiều bạn trẻ đánh giá là giống Quý lão Kame trong bộ truyện 7 viên ngọc rồng nổi tiếng của Nhật Bản. Mặc dù rất nổi tiếng trong giới thể hình chuyên nghiệp trong và ngoài nước, tuy nhiên đa số gymer trẻ vẫn chưa được biết nhiều đến ông. Và hôm nay, Gym Võ Thuật sẽ tổng hợp lại một số thông tin về vận động viên Lý Nhân để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về Quý lão Kame Việt Nam này nhé. Vận động viên Lý Nhân là ai và đến từ đâu? Lý Nhân là một người gốc An Giang, cùng quê với Phạm An Mách và chuyển sang Mỹ sinh sống từ khá sớm. Ông đến với thể hình cũng lâu và đã thi đấu chuyên nghiệp hơn 20 năm và giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại nước ngoài. Ông cao 1m65, qua Mỹ sinh sống từ năm 16 tuổi. Ông có một người vợ cùng 3 người con và hiện ông là chủ một tiệm nail. Được biết, ông chỉ thi các giải Natural 100%. Điều này khiến ông thực sự làm nể phục giới gymer ở Việt Nam bởi vì giữ được thân hình như hiện tại một cách tự nhiên không phải là điều dễ dàng. Ông tham gia khá nhiều cuộc thi, trong đó từng vô địch NPC Teen. Bất ngờ được biết đến rộng rãi nhờ bộ ảnh Quý lão Kame. Gần đây, ông gây bất ngờ cho cộng đồng mạng với bộ ảnh tại Ninh Bình lúc đang chèo thuyền. Nhiều người đánh giá hình dáng và body của ông rất giống Quý lão Kame, thậm chí có phần nổi trội hơn bản gốc nữa.